Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đăng tải video kênh lên kênh YouTube của chúng ta bằng điện thoại. Thì các bạn sẽ tải cho mình một ứng dụng YouTube này, và cái ứng dụng thứ hai là ứng dụng IT Studio để chúng ta quản lý kênh YouTube của chúng ta, và chúng ta chỉnh sửa và chúng ta cài đặt cái kênh YouTube của chúng ta nhé. Thì đầu tiên thì các bạn muốn tải video lên thì chúng ta sẽ nhập vào cái biểu tượng YouTube này. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào hình dấu cộng này, và các bạn sẽ chọn là cái dòng là tải video lên này. Sau đó các bạn sẽ vào cái nơi các bạn lưu cái video vào, sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái video này đó. Sau đó các bạn sẽ ấn chữ tiếp đó. Thì đến cái phần này thì các bạn sẽ vào cái chế độ hiển thị cho mình nha. Các bạn sẽ chọn chế độ hiển thị này, và các bạn sẽ để riêng tư của chúng ta nhé. Thì chúng ta chọn cái riêng tư này, sau khi chúng ta cài đặt, chúng ta tối ưu nó rồi thì chúng ta để công khai cho các bạn nhé. Đó, sau khi các bạn cho cái chế độ riêng tư rồi thì chúng ta ấn chữ tiếp theo này. Sau đó các bạn sẽ chọn cái ô là không, đây không phải nội dung dành cho trẻ em. Đó, và cái mục giới hạn độ tuổi người xem này chúng ta nhấp vào đây, và các bạn sẽ chọn là không giới hạn đó nhá. Sau đó các bạn sẽ ấn chữ tải lên đó. Sau khi các bạn ấn tải lên rồi thì các bạn thoát ra ngoài, và các bạn sẽ vào cái ứng dụng là IT Studio. Đó, thì cái video mình đang được tải đây nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào mình đặt tiêu đề, mô tả và cài đặt cho cái video của chúng ta này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái ba chấm này, sau đó các bạn sẽ nhấp vào cây viết chỉnh sửa video này, sau đó các bạn đặt tiêu đề nó nhé. Thì các bạn làm chủ đề gì thì các bạn đặt chủ đề đó này, cái tiêu đề nó giống như cái chủ đề chúng ta, cái nội dung của chúng ta nhé. Đây là mình sẽ làm chim chào mào, chim chào mào này đó, đây là cái từ khóa chính này. Sau đó mình gạch, mình thêm cái từ khóa ngách vào là cách bẫy chim. Đó, sau khi các bạn thêm một từ khóa ngách rồi thì mình sẽ ấn gạch đứng này, và mình sẽ thêm cái kênh, tên kênh YouTube của mình vào, tức là từ khóa thương hiệu đấy, là chim cảnh. Đó, thì bây giờ mình đã viết xong cái tiêu đề cho video rồi thì các bạn sẽ ấn lưu. Sau đó chúng ta ấn vào ba chấm tiếp, và chúng ta ấn vào chỉnh sửa video, và chúng ta sẽ ấn vào cây viết là mô tả. Thì mình sẽ cái dòng đầu tiên thì mình sẽ viết y như cái tiêu đề. Ok, nó xuống dòng thì các bạn sẽ mô tả những nội dung các bạn trong cái video các bạn nói gì, chúng ta có thể mô tả ở đây, và các bạn có thể đưa những cái đường link Facebook này hay là số điện thoại Zalo của các bạn vào đây. Và bây giờ mình sẽ đặt cái thẻ hashtag cho nó nhé, và các bạn sẽ ấn thăng này, sau đó các bạn viết liền không dấu theo cái tiêu đề của chúng ta này. Rồi các bạn viết liền không cách nhé. Đó, đây là mình đã thêm được một thẻ hashtag này. Mình sẽ làm cái thẻ hashtag thứ hai. Đó, thì các bạn muốn thêm thì chúng ta cũng làm như vậy thôi. Đó, sau đó đến cái dòng thế này thì lúc nãy là mình đã chọn rồi thì các bạn bỏ qua nhá. Và cái thêm danh sách phát này chúng ta nhấp vào đây. Và các bạn có thể là chọn những cái danh sách phát nào mà cùng chủ đề chúng ta, mình bỏ vào, mình sẽ chọn cái danh sách phát là chim chào mào. Đó, sau đó mình ấn xong, và chúng ta sẽ ấn vào cái dòng là tùy chỉnh khác. Đó, đến cái dòng này thì các bạn sẽ thêm cái thẻ, tức là cái từ khóa của cái video chúng ta vào, mình nhấp vào đây. Thì từ khóa video đầu tiên là mình sẽ thêm cái tên kênh của mình, chim cảnh phẩy. Đó, như này là được một từ khóa nhá. Mình sẽ xem chim cảnh không dấu này.
phẩy là hai từ khóa này. Sau đó các bạn xem thêm cái từ khóa nào nó cùng với chủ đề, mấy cái nội dung các bạn là cách bẫy chim này. Chim chào mào này. Bẫy chim bằng lưới này. Đó thì các bạn thêm những từ khóa nó cùng với cái chủ đề chim vào, thì cái người dùng người ta tìm kiếm thì người ta sẽ tìm kiếm đến cái video của chúng ta nhé. Rồi sau đó thì đến cái mục là mọi blog này chúng ta nhấp vào đây. Thì các bạn làm cái chủ đề gì thì các bạn chọn cái danh mục đấy nhé. Các bạn làm giải trí thì chúng ta chọn là giải trí, và các bạn làm ô tô chúng ta chọn ô tô. Thì mình đây là làm chim thì mình chọn là mọi người và blog này. Đó. Sau đó cái phần cho phép nhúng này thì các bạn muốn cho phép người ta sử dụng lại cái video của chúng ta thì các bạn không cho phép thì chúng ta sẽ bật nó lên. À các bạn tắt nó đi nhé. Đó đến cái mục cho phép bình luận này thì các bạn nhấp vào đây. Thì các bạn cho phép bình luận thì các bạn sẽ tích vào. Nếu mà các bạn muốn giữ lại bình luận có khả năng không phù hợp để xem xét thì các bạn sẽ tích vào đây. Thì mình sẽ chọn cái mục là giữ lại bình luận có khả năng không phù hợp để xem xét. Đó, cái nào nó không phù hợp với cái nội dung của mình thì mình giữ lại nhé. Hiển thị số người xem thích và không thích video này thì các bạn muốn hiển thị thì các bạn bật nó lên, mà các bạn muốn nó không hiển thị thì các bạn tắt nó đi nhé. Đó, ok, sau lúc này thì mình sẽ ấn cái mũi tên này. Sau đó các bạn sẽ ấn vào chữ lưu này. Rồi ok, thì các bạn sẽ nhấp vào đây một lần nữa. Và các bạn sẽ đặt các bạn sẽ nhấp vào cái cây viết này. Và các bạn nhấp vào cái hình này để chúng ta đổi cái ảnh, chọn cái ảnh bìa cho cái video, tức là cái ảnh thu nhỏ nhé. Thì YouTube nó đề xuất cho chúng ta ba cái ảnh ở đây, mà các bạn không thích thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Và các bạn chọn cái ảnh mà các bạn đã thiết kế sẵn cho nó trong này. Đó, mình sẽ nhấp lấy cái hình này nhé. Đó, sau đó các bạn sẽ ấn lưu. Lưu tiếp. Ok. Thì sau khi các bạn đã cài đặt xong nó rồi thì chúng ta sẽ cho nó công khai nhé. Các bạn sẽ nhấp vào cây viết này. Và các bạn sẽ chọn cái chế độ là công khai cho mình. Đây nó có 3 mục này. Một là công khai này, hai là đặt lịch công chiếu, ba là không công khai nhé. Mình sẽ chọn công khai. Đó, sau đó mình sẽ ấn lưu. Đó thì các bạn muốn xem thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Đó thì cái video của mình đã được tải lên rồi nhé. Rất là ok các bạn nhé. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Các bạn thấy video mình hay, hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like, đăng ký kênh. Mình xin chúc tất cả các bạn thành công nhé.